Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 ở nhiều địa phương, lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ đã giảm mạnh. Mặc dù vậy, ở các thành phố lớn như là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn tập trung tuần tra xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, cũng như nhắc nhở xử lý người tham gia giao thông không đeo khẩu trang, vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh. Trong tuần qua, dư luận hết sức hoan nghênh hành động giúp cháu bé 2 tuổi đi lạc ngoài đường lúc 1 giờ sáng ngày 18 tháng 5 của một tài xế tại thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Đang đi trên đường thì tài xế này đã phát hiện ra cháu bé đứng một mình giữa đêm khuya. Anh đã ngay lập tức dừng xe và đi tìm gia đình cháu. Nguyên nhân được xác định là do bố mẹ cháu bé ngủ quên, cửa nhà lại không chốt nên cháu đã tự mình đi ra khỏi nhà và bị lạc ngoài đường. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh có con nhỏ, bởi chỉ sơ suất một giây, hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cũng trong tuần qua, theo số liệu thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cả nước xảy ra 184 vụ tai nạn giao thông, khiến 104 người tử vong và 120 người bị thương. Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử phạt hơn 52.000 trường hợp vi phạm luật giao thông với số tiền 52 tỷ đồng, tức gần 4.000 giấy phép lái xe, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm tới 75%. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đã thành lập thêm các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ. Các chốt sẽ kiểm soát hoạt động vận tải, bảo đảm 100% hành khách đeo khẩu trang, giãn cách trên xe theo quy định. Chốt kiểm soát phòng chống dịch cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh. Các phương tiện ra và vào tỉnh Quảng Ninh đều được kiểm soát chặt chẽ. Dù lượng phương tiện qua lại lớn, nhưng với việc áp dụng công nghệ trong khai báo cũng như sự phối hợp quy trình kiểm tra giữa lực lượng công an, y tế nhịp nhàng, nên thời gian làm thủ tục của người dân được rút ngắn, không xảy ra ùn tắc giao thông. Sáng em đi qua trạm này một lượt, em sang Hải Phòng, xong bây giờ em lại quay về Hạ Long. Vì tất cả các lực lượng chức năng đây các anh làm là rất là nhanh gọn và mình cũng muốn là để làm cho để đảm bảo cho người dân mình đi lại thuận tiện một không dịch bệnh, bây giờ nguy hiểm lắm. Việc làm như này là rất tốt cho người dân và cộng đồng, và lần này là trạm đã tổ chức khai báo online rất thuận tiện cho anh em lái xe. Để không xảy ra ùn tắc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an đã lên phương án phân luồng chống ùn tắc cũng như phối hợp kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, xác định lịch trình hoạt động, kiểm soát người, phương tiện từ vùng có dịch. Cục Cảnh sát Giao thông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương thực hiện cái nhiệm vụ mà trước hết là phải đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và an toàn cho người dân, nhưng vẫn phải thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị của mình. Trong giai đoạn dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cũng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông các địa phương tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cũng như phối hợp tuyên truyền, phát khẩu trang và xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện không đeo khẩu trang, nhằm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh từ người tham gia giao thông. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vào ngày 17 tháng 5, tại căn nhà thuộc khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang đối tượng Nguyễn Lê Hồng Phúc đang tàng trữ 145 viên thuốc lắc, một bịch ma túy khoảng 8 gram, đạn nhựa cao su, dao tự chế và một số tang vật liên quan khác. Mở rộng điều tra vụ án, thì lực lượng chức năng đã khám xét nhà ở của đối tượng tại ấp Mỹ Khánh B, thị xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ gần 12 kg ma túy, 1.000 viên thuốc lắc, súng bắn đạn cao su và đạn nhựa cao su. Tại cơ quan công an, thì đối tượng Phúc đã khai nhận đã nhận vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông chưa rõ họ tên và địa chỉ. Sau đó thì thuê đối tượng Huỳnh Thanh Tài, sinh năm 1994, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, đi nhận 20 kg ma túy về giao lại cho Phúc. Phúc chia nhỏ số ma túy giao cho Tài 8 kg ma túy để đi giao cho các đối tượng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Lực lượng chức năng cũng đã thu giữ gần 140 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan khác. Thưa quý vị, hai đối tượng đã khai nhận đã thuê người Lào dẫn đường, cắt rừng, vượt biên, nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với giá là 1 triệu
kíp một người và bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ ngay khi vừa ra tới bìa rừng. Theo đó, thì vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 5, tại km 82 cây tròi quốc lộ 8A thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, hai đối tượng sau khi vượt biên nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam đã bị lực lượng tuần tra kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ, bao gồm Đỗ Văn Vịnh sinh năm 1993 và Hoàng Văn Tuân sinh năm 1989, đều trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Hai đối tượng khai nhận đã sang thị trấn Lạc Sao, Lào từ tháng 2 năm 2021 để làm xây dựng, nhưng do tình hình dịch bệnh COVID-19 không có việc làm và mẹ ruột của Hoàng Văn Tuân đang mổ ruột thừa nằm bệnh viện nên đã thuê người Lào dẫn đường, cắt rừng vượt biên bên phía ta luy dương nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá là 1 triệu kíp một người. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng đã thực hiện chặt chẽ theo quy định phòng chống dịch đối với hai đối tượng này, hoàn chỉnh hồ sơ đưa đi cách ly theo đúng quy định. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thì tình trạng xuất nhập cảnh trái phép tại tuyến biên giới Điện Biên có chiều hướng gia tăng. Để đấu tranh có hiệu quả với hành vi trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cũng đã duy trì nghiêm trạng thái sẵn sàng chiến đấu, siết chặt quản lý biên giới, đấu tranh, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, góp phần phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan qua biên giới. Sau thời gian theo dõi, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang, Điện Biên bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sinh, sinh năm 1988, trú tại thôn 4, xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khi đang đưa 9 người Trung Quốc xuất nhập cảnh trái phép từ Việt Nam sang Lào, với giá là 8 triệu đồng mỗi người. Đi từ Pom Lót, đi mang lên trên khu vực Lào này, và giao cho bọn Hồng Kông, và bọn Sơn, nhưng mà chưa ra bọn Sơn thì đã bị bên bộ đội biên phòng chặn lại kiểm tra, công người em được 8 triệu, người em phải thuê người mất 3 triệu. Chúng tôi đã liên tiếp bắt giữ 4 vụ trên 32 đối tượng liên quan đến cái hoạt động vượt biên xuất cảnh trái phép sang Lào và sang Trung Quốc làm thuê. Điển hình có 2 chuyên án mà Bộ đội Biên phòng tỉnh và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Trang phối hợp với các lực lượng vừa triệt phá. Trong đó chuyên án thứ nhất thì đã tiến hành bắt giữ 9 đối tượng là người Trung Quốc vượt biên sang Lào, sau đó thì để sang nước thứ ba, đó là sang Campuchia hoặc Myanmar với cái mục đích khác nhau. Chúng tôi đã tiến hành khởi tố 4 đối tượng để đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Từ đầu tháng 4 năm 2021 đến nay, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã đấu tranh 3 vụ án về hoạt động tổ chức đưa đón người khác xuất nhập cảnh trái phép trên khu vực biên giới, bắt giữ 28 đối tượng người Việt Nam và 32 người Trung Quốc. Với thủ đoạn, các đối tượng người Trung Quốc câu móc với các đối tượng người Việt Nam lập đường dây tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để xuất cảnh sang nước thứ ba. Về cái thủ đoạn thì chúng thường có cái sự phân công giao nhiệm vụ rất cụ thể cho từng người, cho từng công đoạn, và chủ yếu thì các cái đối tượng này trong quá trình vận chuyển trên cái địa bàn của từ khu vực biên giới phía Bắc sang khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên thì chủ yếu đi bằng taxi, xe máy, mà khi nghỉ thì chúng nghỉ tại các cái nhà nghỉ rất là kín đáo nhằm che mắt lực lượng chức năng. Còn khi tổ chức mà vượt biên từ khu vực biên giới của tỉnh Điện Biên sang Lào thì các đối tượng này thường chọn các cái thời gian chiều tối để thuận lợi cho cái quá trình tổ chức xuất cảnh. Tuy nhiên thì với cái tinh thần quyết tâm quyết liệt trong cái đấu tranh phòng chống tội phạm thì Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã triển khai và ngăn chặn được các cái hoạt động của các đối tượng này trong cái thời gian vừa qua. Hiện nay, hoạt động tổ chức đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do đó, cùng với việc bố trí các tổ chốt chặn kiểm soát chặt chẽ biên giới, Bộ đội Biên phòng Điện Biên đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh hiệu quả với hoạt động tổ chức xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 5, Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã có quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cá nhân do có hành vi đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức. Trước đó, thì 2 người phụ nữ này cũng đã có hành vi đăng tải bài viết kêu gọi tiền từ thiện cho người dân đang cách ly y tế tại một khu vực thuộc quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Để thu hút sự quan tâm chia sẻ của nhiều người, thì bài viết cũng đã dùng những từ ngữ phóng đại thể hiện sai sự thật tình hình của người dân tại khu vực cách ly, khiến cho nhiều người hiểu sai về tình hình tại đây.
Sau khi làm việc với lực lượng chức năng thì hai người này cũng đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, xóa bỏ bài viết và nộp phạt hành chính mỗi người 12,5 triệu đồng. Thưa quý vị, tại thị trấn Mường Lai, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hơn 15 hộ dân thuộc khối 4-5 đang bị đe dọa bởi nhiều vết nứt liên tục được nới rộng, gần nửa quả đồi có thể sập bất cứ lúc nào ngay sát nhà của mình. Nhiều hộ vì quá lo sợ đã buộc phải di rời đi nơi khác, số còn lại thì đang sống trong hoang mang. Đây là những vết nứt kéo dài tạo thành hình vòng cung ở khu vực khối 4, khối 5, thị trấn Mường Xén. Theo người dân địa phương thì vết nứt này được người dân phát hiện vào khoảng tháng 8 năm 2020. Đến nay vết nứt đã nới rộng hơn khoảng 1-5 cm. Thì trước đây sạt lở là mình phải bỏ tiền kinh phí ra để kè khỏi đất đai nó xuống nhà cũng ở không an toàn. Rồi cũng xin đề nghị với nhà nước, chính quyền các cấp coi như là hỗ trợ kinh phí để lấy một số đất bên trên để cho dân ở cho an toàn. Sạt lở ở đây cái chỗ cái núi này là ảnh hưởng đến gia đình và tôi, là hẳn sập xuống là không ở được, là nguy hiểm đến dân số người gia đình trong nhà tôi, là ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, là nhờ nhà nước là ủng hộ tài trợ tiền để gia đình và tôi là kè chỗ này. Qua kiểm tra thực tế, khu vực sạt lở có chiều dài khoảng 90m dọc theo quốc lộ 7A, từ km 201+260 đến km 201+350. Trên mái ta luy cách quốc lộ 7A khoảng 100m có đường nứt dọc theo sườn đồi dài khoảng 80m, chiều sâu khoảng 3-4m. Vết nứt thứ hai nằm phía dưới vết nứt trên khoảng 150m, chiều dài khoảng 120m, chiều sâu từ 2-3m. Ngoài ra, phía dưới còn xuất hiện nhiều vết nứt cục bộ, chiều dài từ 10-30m. Nếu như mà là trời mưa nhiều mà kéo dài á thì vết nứt sẽ là lan rộng, trong mà chắc chắn là sẽ sạt lở, nguy cơ sạt lở rất là cao. Đó, chính vì thế thì cũng rất mong là chính quyền các cấp từ tỉnh đến trung ương tạo mọi nguồn lực để là giúp thị trấn. Khối lượng đất đá sẽ khối lượng tương đối nhiều. Theo như tạm tính thì nó sẽ trên là 500.000 khối. Như vậy thì số lượng với tương đương như vậy thì cái số lượng tiền sẽ rất lớn. Thì chúng tôi đề nghị tỉnh là cũng phải có ý kiến về ra ngoài bộ, ra ngoài chính phủ để xử lý, có cái nguồn vốn là xử lý cấp bách để giúp cho Kỳ Sơn là khắc phục những cái hiện tượng là nguy cơ sạt lở này. Được biết, gần khu vực sạt lở trên, trước đó cũng đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, buộc chính phủ phải đầu tư khoảng 48 tỷ đồng khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở đất, đến nay đã hoàn thành. Trong khi chờ đợi dự án, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn vẫn tiếp tục vận động người dân trong vùng sạt lở, cố gắng di dời đến nơi an toàn hơn.